Phương Anh và Trung Minh xin kính chào quý vị đến với chương trình Công nghệ và Đời sống. Mở đầu chương trình hôm nay là tin vui cho những người dùng điện thoại, yêu thích điện ảnh. Vì sắp tới đây thì Samsung sẽ cho ra mắt một chiếc điện thoại mới với chức năng quét võng mạc trong giống trong mấy cái phim hành động mà mình vẫn hay xem đó à. Đúng rồi Phương Anh, điển hình là bộ phim được nhiều người yêu thích là X-Men Apocalypse được công chiếu vào cuối tháng 5 vừa rồi. Cũng có xài qua cái máy quét võng mạc này. Dạ đúng rồi đó anh Trung Minh. Lúc coi Phương Anh cũng mê quá trời luôn. Bây giờ đọc thông tin đó thì mới biết là dòng điện thoại Galaxy Note 7 của Samsung sẽ có cái chức năng quét võng mạc với tên gọi Iris do nhà máy linh kiện tên Patron sản xuất. Theo Patron thì Galaxy Note 7 sẽ là sản phẩm chủ lực của Samsung trong năm tới. Máy quét võng mạc Iris là một công nghệ hoàn toàn mới được phát triển nhằm tăng cường khả năng bảo mật. Với việc có đến 266 điểm nhận dạng, công nghệ nhận dạng của Iris có tính bảo mật cao và khó bị hóa giải hơn nhiều so với chỉ 40 điểm nhận dạng trên công nghệ cảm biến dấu vân tay đang được sử dụng hiện nay. Chúng mình được biết thì hiện tại Samsung cũng đã đưa công nghệ quét võng mạc này vào chiếc máy tính bảng tên Galaxy Iris và đã có mặt tại Ấn Độ. Dạ đúng rồi ạ. Anh Trung Minh là fan của Samsung có khác ha? Nó mới tới nói sản phẩm nào anh Trung Minh cũng biết hết rồi. Đúng rồi Phương Anh. Không chỉ biết về Samsung không thôi mà Trung Minh còn biết về đối thủ của Samsung nữa. Ý anh là Apple đúng không ạ? Tuần trước Phương Anh giới thiệu về điện thoại với màn hình có thể gập đôi của Samsung. Yeah. Thì Apple cũng không chịu kém khi được USPTO cấp bằng sáng chế về màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR. Bằng sáng chế này chỉ ra một màn hình kỹ thuật số được tạo thành một hoặc nhiều màn hình cảm ứng trong suốt, lấy hình ảnh thực tế làm nền, sau đó thì hiển thị thông tin. AR là một cách tiếp cận ấn tượng hơn so với VR khi con người hoàn toàn chìm vào trong không gian ảo. Apple có lẽ sẽ bắt kịp xu hướng này thay vì tập trung vào VR như các thương hiệu smartphone hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều bằng sáng chế, nhưng phần lớn những bằng này vẫn chưa được Apple sử dụng. Dạ, nhưng mà nếu theo anh Trung Minh nói á, là nếu Apple có thể chế tạo thành công những cái bằng sáng chế này á, thì sẽ mở ra những hướng mới cho công nghệ đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Và tiếp theo chương trình là hệ thống có tên Home Biogas giúp cho việc sử dụng rác thải một cách hữu ích. Trung Minh còn nhớ Biogas còn được biến như khí sinh học, sử dụng chất thải chăn nuôi để tạo ra khí đốt và Biogas cũng đâu xa lạ gì với những người dùng ở vùng nông thôn Việt Nam đúng không ạ? Nhưng mà hệ thống Home Biogas có thể sử dụng được các thực phẩm thừa và các loại rác thải hữu cơ bao gồm cả thịt, sữa và thậm chí cái chất thải của mèo, nguyên liệu bị bỏ phí mỗi ngày. Một khi được cho vào bên trong thì các vi khuẩn yếm khí trong hầm lên men sẽ phân hủy các vật liệu hữu cơ và giải phóng ra khí sinh học. Khí sinh học tạo ra sẽ được lọc bỏ các mùi khó chịu và các khí độc như hydrosulfide H2S, sau đó sẽ được kết nối với ống dẫn khí dẫn đến bếp nấu. Còn phân bón dạng lỏng sẽ được cho chảy qua một tấm chlorine để làm giảm số lượng vi khuẩn hoạt động và có thể được thu thập để bón cho cây. Như vậy thì hệ thống này vừa giúp giảm chi phí khí đốt, vừa giúp bảo vệ môi trường, rất là tốt ha. Dạ đúng rồi anh Trung Minh ạ. Và tiếp theo chương trình, Trung Minh sẽ giới thiệu đến quý vị một sáng kiến của hãng thời trang Columbia. Biến nhãn mác quần áo thông thường trở thành một vận dụng cần thiết. Khi nhận thấy các nhãn mác quần áo có thể trở thành thừa thải và bị biến mất trong tương lai, Columbia đã nghĩ đến một loại mác bằng thép không rỉ, thay thế cho các liệu vải truyền thống, nhưng vẫn chứa đầy đủ thông tin về chất liệu, cách giặt ủi và bảo quản quần áo. Loại mác mới này có thể sử dụng để cắt gỗ, may vá, lọc nước, la bàn, phần nào giúp cho chúng ta vượt qua hoạn nạn. Thông tin này rất là thú vị đó anh Trung Minh, và anh có biết là khi nào Columbia sẽ sản xuất ra cái loại quần áo có mác này không ạ? Chắc còn hơi lâu đó Phương Anh, vì hiện tại Columbia vẫn chưa đưa ra cái danh sách nào cho những trang phục mà có thể gắn được trong cái mác này. Dạ vâng ạ. Vậy thì hy vọng Columbia sẽ sớm quyết định và mau chóng ra mắt những dòng sản phẩm này đúng không ạ? Và sau cùng thì Phương Anh xin mời quý khán giả cùng xem qua một bức ảnh khá phổ biến trên mạng gần đây. Khi một chàng trai tên John đăng ảnh chụp lại màn hình laptop của anh, khi bà anh là May Ashworth đã gõ những câu hỏi lên Google một cách rất là lịch sự. Xin vui lòng chuyển đổi số La Mã thành số bình thường. Cảm ơn. Trung Minh có xem qua tấm hình này rồi. Và anh nghĩ với máy móc này mà bà còn như vậy thì với mọi người chắc hẳn bà rất là lịch sự. Dạ đúng rồi đó anh Trung Minh. Phương Anh nghĩ qua đây thì chúng ta cũng nên học hỏi theo bà May, vì hiện giờ có rất nhiều người, thậm chí đặc biệt là người trẻ, quên cách nói làm ơn và cảm ơn khi mà nhận được những gì từ người khác à. Trung Minh đồng ý với Phương Anh. Yeah. Và video này cũng kết thúc chương trình trong hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trung Minh và Phương Anh xin mến chào.